Chào mừng đến với vùng đất hoang dã, mình là Kittin đây. Cuộc phiêu lưu vừa rồi của chúng ta đã đạt mốc ngày thứ 200 rồi đúng không? Trong 200 ngày qua, mình đã tiến hành đi khai phá rất là nhiều những miền hoang vu và xây dựng được rất là nhiều những công trình. Nói bật nhất là khai phá hệ kỳ hoàng kim của loài khủng long. Mà trong chuyến đi đó, mình còn bắt được hai loài khủng long khá nổi bật của kỳ Chura là Stegosaurus và Ankylosaurus. Trong video 300 ngày ngày hôm nay, mình sẽ tóm tắt lại quá trình mình thực hiện mở rộng đất trống, quy hoạch thêm một khu vực thủy cung để bảo tồn những loài sinh vật biển và xây dựng một số những công trình khác. Còn bây giờ chính là video Minecraft sinh tồn 300 ngày vùng đất hoang dã. Nếu các bạn yêu thích video này thì đừng quên ấn vào nút like và ấn vào nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Cho mình xin ra vài giây để quảng cáo kênh YouTube nha. Thì các bạn hãy ghé qua kênh của bạn Lão Nguyên để ủng hộ bạn đó nha. Bạn này thì có làm về Minecraft 100 ngày ở trên Minecraft BE á, khá là vui luôn nha bạn. Và bạn này là một thành viên của team Hatcher á. Vậy nên là mình mong các bạn ủng hộ bạn này hết sức mình giùm mình nha. Do là kênh bạn này mất tương tác quá trời luôn các bạn ạ. Ok, let's go. Ngày 205 mình tiến hành xây cho mình một cái chuồng nhện cỡ lớn để nuôi loài nhện Tarantula khổng lồ. Nhưng mà trong lúc đang quay thì cái máy của mình bị crash game thành ra cái file video á. Mình quay lại nó mất tiêu luôn, chỉ còn lại cái file relay thôi. Và mình đã hoàn thành được nhiêu đây rồi. Nhìn khá là giống một cái chuồng của khủng long bay đúng không? Nhưng đây thật ra là chuồng nhện. Mình phải bao lại như thế này để cho những con nhện nó đừng có bò ra ngoài được đó các bạn ơi. Và các bạn hãy xem lại video relay nha. Ở đây thì mình sẽ xây lại một cái chuồng heo hình tròn á. Để bên trong thì mình sẽ làm biome ở bên trong và bao lại, đừng cho những con nhện nó bò ra ngoài ha. Do là hình tròn khó xây quá, mình xây tới mức mình nằm mình xỉu luôn bạn. Và ở đây thì cái phần đỉnh của cái chuồng này á thì mình sẽ làm theo giống như kiểu cái cổ chai các bạn, một cái bình để chúng ta chứa những cái con nhện ở bên trong, rất là sáng tạo đúng không? Rồi sau vài ngày thì cái chiếc bình đựng nhện của mình siêu to khủng lồ luôn các bạn cũng đã hoàn thành xong. Bên trong thì nhìn cũng khá là rộng rãi, bây giờ mình sẽ phải lắp cửa vào để sau này mình có thể đi vào trong này được các bạn ơi. Ở đây thì mình nghĩ là mình sẽ lắp cửa sắt vô ha. Đó, để khỏi ai phải mở ra. Và bây giờ mình nghĩ là mình sẽ làm cái viewing gallery á. Tại vì mình thấy cái bình đó, nó nằm ở giữa cái đồng công ông quạnh này á, mình thấy nó trống trống quá. Và nên phải làm cho nó một cái viewing gallery để chúng ta đứng từ bên trong, chúng ta nhìn vô bên trong cái bình đó ha các bạn. Và ở đây thì mình sẽ làm một cái viewing gallery theo phong cách giống như là một cái hộp đựng côn trùng luôn bạn, một cái hộp đựng nhện luôn á. Và mình chọn nguyên liệu chính là gỗ ha. Và làm cho nó dính liền với cái bình kia luôn, để chúng ta đứng từ bên trong, chúng ta có thể nhìn vào những cái con nhện. Cái thiết kế này mình phải sửa đi đập lại khá là nhiều luôn, vì nó khá là hại não và nhìn nó cực chi là xấu luôn á. Vậy nên là mình quyết định biến nó thành một cái bảo tàng nhện Tarantula nhỏ bên trong ha. Chúng ta có thể ngắm những con nhện bự và đồng thời cũng trưng bày những con nhện nhỏ bên trong nữa. Như vậy thì sẽ lại là một công mà đôi việc luôn các bạn. Quá tuyệt vời. Khi hoàn thành xong thì mình cũng phải trang trí lại ha, để cho nhìn nó đừng có bị sơ sài và nó xấu quá các bạn ạ. Và ở đây mình sẽ cần phải lót cái nền ở bên trong để chúng ta chuẩn bị cho công việc trưng bày. Khoảng 10 ngày thì mình cũng đã hoàn thành xong cái nơi này rồi. Nhìn khá là rộng rãi, thoáng mát và giống một cái bảo tàng trưng bày đó các bạn. Quá đẹp luôn. Và cái khâu mệt nhất vẫn là cái khâu setup biome. Ở đây mình sẽ setup biome cho cái con nhện bự. Mà cái loài nhện Tarantula này nó sống trong rừng rậm, vậy nên là mình nghĩ là mình sẽ cần rất là nhiều những cái dây leo để mình trang trí vào trong cái chuồng của nó đó. Tarantula là một cái loài nhện đào hang ha, vậy nên mình sẽ làm một cái hang nhân tạo cho nó ở trong cái chuồng này để có thể chui ra, chui vào để nó trốn, nó đắp ánh nắng mặt trời các bạn ạ. Khá là hợp lý luôn. Trồng thêm những cây jungle vào để cho ra biome rừng rậm nè. Thêm những cái gỗ để chúng ta làm một cái rễ cây, chúng ta bao quanh cái hang nó, nhìn cho nó thực tế và nhìn nó sẽ rừng rú hơn rất là nhiều luôn. Thêm lá cây vô cho mấy cái rễ này nhìn cho nó thực tế và nó gặm gạp hơn nữa nè.
sau vài ngày thì cái biome ở trong cái chuồng của cái con nhện tarantula khổng lồ của mình đã hoàn thành xong, rất chi là gần gặm và khá là bí ẩn luôn các bạn à. Quá tuyệt vời cho cái con nhện này. Và cái khâu phê nhất vẫn là khâu hạ nhện các bạn. Khâu này là mình phải suy nghĩ và mình rén rất là nhiều luôn nè. Mình sẽ đặt một cái con ở trong hang và một cái con ở bên ngoài. Mình đặt xuống, mình mở hộp của mình giọt nhanh, rồi mình mở tiếp con thứ hai. Nhưng mà cái hộp này nó bị kẹt các bạn ơi, thành ra mình mở không được, mình đứng mình cố mở hoài, con kia nó gượt mình vô nó cắn bị mù luôn các bạn ơi. À, phải gọi là pha này cực kỳ rén, chạy tứ phương tám hướng chỉ để mở cái hộp ra. Rồi mình đã thả được hai con rồi, và mình cảm giác là như nó muốn ăn tươi nuốt sống mình hay sao á. Hai con này nó thấy ghê cực kỳ luôn các bạn, nó bò lốm ngõm mà nó chập phá lửa lông lá tùm lum tà le hết chưa. Hồi ôi ta nói nhìn mà mình ớn lạnh luôn các bạn ạ. Mình nghĩ là những con nhện tarantula này tới từ thời tiền sử, hoặc là nó bị ăn phải một cái chất phóng xạ gì đó khiến cho cơ thể của nó trở nên khổng lồ và nhìn rất là đáng sợ như thế này các bạn ơi. Đó, các bạn có thể thấy là nhìn nó bò rất là ghê và rất là thực tế luôn các bạn. Kích cỡ thì quá đột phá so với một cái con nhện bình thường, nhưng mà nói chung đẹp mà độc các bạn ạ. Ở bên trong này mình sẽ thực hiện những cái tăng terrarium cực lớn để mình trưng bày những cái con nhện tarantula nhỏ ha, kích thước thực tế của bọn nó đó các bạn ơi. Ở đây mình sẽ làm một số những cái tăng, mình nghĩ là tầm khoảng 8 cái tăng, vì ở trong cái mod này có 8 loại nhện tarantula khác nhau và mình sẽ đi bắt nó trong những cái ngày tiếp theo đó các bạn. Vậy nên mình sẽ làm một số lượng tăng thiệt là lớn ở trong cái phòng này để chúng ta trưng bày từng loại một nha. Một số cái tăng mình không thể nào chứa dừa nữa, vậy nên là mình làm một cái tăng xéo như vậy để tiết kiệm diện tích luôn. Làm xong thì mình phải lên Google để mình coi môi trường sống của ba loại nhện mình đã có. Đầu tiên là con Black Tarantula Ramostola buntera. Cái loài này thì mình nghĩ là nó sống ở những cái vùng bình nguyên đá và cỏ như thế này, ở cái vùng Texas của Mỹ á, hay sao á bạn ơi. Và mình sẽ chọn cái biome làm cho nó giống giống như thế này ha, với những cái cây bụi và những cái hòn đá trên những cái vùng đồi cỏ như thế này sẽ rất là tuyệt vời cho nó. Con thứ hai là con Black and White Tarantula Nyandu coloravillosus. Con này thì mình không có bất kỳ cái thông tin về cái môi trường sống của nó, nhưng mà mình nghĩ là nó sống trong những khu gần lá rơi á, vì Brazil cũng có một cái diện tích rừng mà nói bật là Amazon đó các bạn ơi. Con cuối cùng là con nhện King Baboon Belinobius Multicut. Con này thì mình tìm được ở cái khu savan gần hoang mạc, và mình nghĩ là nó sẽ sống ở những cái khu như thế, vậy nên là con này thì khá là ok rồi. Mà tông màu chủ đạo của con này là màu nâu đỏ ha, nhìn gai dáng một vị vua luôn, cứ như là T-Rex mà phiên bản thế giới nhện đó các bạn, ngầu thật sự luôn. Và bây giờ mình sẽ up đầu tiên cho con Black Tarantula. Ở đây mình sẽ trang trí những cái cây bụi cỏ nè và thêm một ít những cái hòn đá vô để cho nó giống một cái khu bình nguyên hơn. Xong thì mình sẽ bọc kính để bao lại đừng cho con nhện nó bò ra ngoài ha các bạn. Cao cao lên tí rồi chúng ta sẽ thả con nhện vào đây để trưng bày ha. Ôi ôi, cứ phải gọi là tông xịp tông luôn. Con thứ hai là con Black and White ở những cái khu gần lá rụng, vậy nên là mình sẽ chọn nó một cái hốc cây bị gãy như thế này để nó có thể chui vào bên trong. Nhìn rất chi là mini và đã luôn các bạn ơi, như một cái thế giới hun nhỏ ở trong một cái tăng như thế này đó các bạn ơi. Con cuối cùng là con King Baboon, và mình nghĩ là nó sẽ ở gần những khu vực hoang mạc như thế này, bị cát khá là nhiều, vậy nên là mình sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều rồi và thả thêm một con vô. Và chúng ta đã hoàn thành được chuồng cho ba loài nhện rồi đó, ba cái terrarium mini nhìn rất chi là đã luôn các bạn ơi, mình nhìn mà mình ghiền luôn các bạn. Bây giờ thì chúng ta đã xong ba cái terrarium trong đây rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc ngắm bọn nhện và chiêu thôi các bạn ơi. Ngày thứ 223, mình đi xuống hang để bắt đầu một chuyến đi mai. Chuyến đi mai lần này không phải đi kiếm sắt hay là kim cương hay là emerald gì đâu nghe các bạn. Mà chuyến đi mai lần này là mình đi kiếm chất đốt, cụ thể là than, để chúng ta chuẩn bị kế hoạch thị cung sắp tới. Sắp tới mình sẽ xây dựng một cái thị cung gồm rất là nhiều kính. Mà chúng ta muốn có kính thì chúng ta cần phải có chất đốt để chúng ta nung cát lên. Vậy nên là mình phải đi mai rất là nhiều than
để chúng ta nung cát các bạn ạ. Bây giờ đi mai xong than rồi đúng không? Phải chạy qua sa mạc hốt rất là nhiều cát về, vì cái thủy cung nó cần rất là nhiều kính để mình làm một cái bể cá các bạn. Thiệt là bự. Vậy nên là cần rất là nhiều cát để chúng ta nung ra kính ha. Ngày thứ 230, khâu chuẩn bị đã xong xuôi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tới khâu dọn dẹp đây. Và mình đã chọn ra được một cái vị trí khá là ổn áp, đó là gần bờ sông, phía sau cái chuồng nhện của mình. Và ở đây có một khu rừng và một cái ao khá là to, khá là thuận tiện cho việc chúng ta lấy nước. Nhưng mà hiện tại mình còn phải dọn dẹp cái khu rừng này vì nó khá là trắng trỗi các bạn. Nếu mà chúng ta không dọn dẹp thì chúng ta không có vị trí đâu để mà chúng ta xây cái hồ. Đặt lò nung ra để chúng ta nung tại chỗ ha. Và mình chọn tuyết là nguyên liệu chính để chúng ta làm cái viền cho cái hồ cá, nhìn cho nó sang trang lên nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ bỏ than và cát vào để chúng ta nung và bắt đầu công việc dọn dẹp thôi. Mình đã dọn dẹp xong cái cánh rừng kia, nhưng mà hiện tại chỗ này vẫn còn xấu xí lắm các bạn. Mình còn phải dọn dẹp thêm nữa, tuyết rồi đất đá rồi tùm lum tà le hết. Mình phải làm phẳng nó lại vì cái hy cung mình xây rất là to các bạn, vậy nên là mình phải làm phẳng lại rất là nhiều luôn. Mà địa hình chỗ này thì nó xấu bà cố bắc vậy, thành ra mình mất rất là nhiều thời gian để mình làm. Rồi bây giờ xong rồi đó, chúng ta sẽ làm cái viền của cái hồ cá nè, bắt đầu thôi. Ngày 238, mình đã hoàn thành xong cái viền bên ngoài của cái hủy cung này. Bên đây là khu vực để chúng ta thả nước vô, còn bên kia sẽ là cái khu để bảo tàng, làm những cái bể nhỏ bên trong. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải làm cái khu vực kính trước, cái khu vực mà hồ cá bự nhất á. Vậy nên là mình phải lắp kính vô đây trước đi, rồi mình mới chuẩn bị tới mấy cái thứ kia các bạn ơi. Khâu này cũng là khâu mệt nhọc nhất nè. Trong quá trình ốp kính cho cái bể này thì mình cũng đã nâng nó cao lên rất là nhiều luôn, để ổn định cái chiều sâu cho cái hồ chúng ta, để những con cá trong đây nó có thể bơi thoải mái hơn và chúng ta nhìn cái hồ nó sẽ không có bị lùn quá các bạn ạ. Ở dưới đây thì mình còn làm thêm một cái đường ống để chúng ta có thể đi vào trong đây, chúng ta nhìn lũ cá từ phía bên dưới. Còn khu bên trong này là cái khu trưng bày, nhưng mà hiện tại chúng ta muốn làm được cái điều đó thì mình phải ốp cái tường lên, cái tường tuyết ha các bạn, nhìn đang cho nó sang trang hơn các bạn ơi. Khu trong này thì mình để những cái bể cá nhỏ hơn á, khá là giống cái khu trưng bày nhện bên kia luôn. Nhưng mà khu này mình làm rất là lớn, vì nên là phải mất khá là nhiều thời gian để mình ốp cái tường lên đó các bạn ơi. Cứ phải nói là công việc ốp tường và làm cái mái phía trên này nó lâu bà cố bắt luôn các bạn ơi. Đấy, nhưng mà cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong rồi.
Bây giờ tới khâu bên dưới nó mới xẻo nè. Khâu bên dưới là mình sẽ phải sửa sang lại một tí ở cái nền nè. Ở đây thì mình phải dùng đất để mình lấp lại những cái khoảng trống giữa cái hồ bên trong và cái thiên nhiên bên ngoài để nhìn cho nó tự nhiên nhất các bạn ơi. Chứ nó bị hở cả nguyên một chỗ như thế này nhìn nó kỳ kỳ lắm. Vậy là phải dùng đất để mình lắp ở chỗ này lại nha. Bên ngoài đã xong, bây giờ mình sẽ vào bên trong để mình dọn dẹp cái phần nền ở bên trong, đào đất ra, sau đó chúng ta sẽ thay thế cái lớp đất này bằng cái lớp gỗ để làm nền ở bên trong, nhìn cho nó tuyệt vời các bạn. Gỗ bạch dương mình có khá là nhiều luôn, vậy nên là không ngần ngại gì mà chúng ta lại không dùng nó các bạn. Vừa tiết kiệm gỗ, lại vừa nhìn khá là sang và đẹp nữa, sáng màu cực kỳ luôn á. Ông màng ơi, cần cù nguyên buổi sáng mới hoàn thành xong cái nền này các bạn. Rồi bây giờ mọi thứ cũng đã xong rồi. Phải cứ phải gọi là bở cả một hồi tai luôn các bạn. Vậy mà nó vẫn còn mấy cái lỗ chưa lắp lại nữa chứ. Rồi bên trong đây nhìn nó cũng đã sang trọng và nhìn nó kín đáo hơn rồi đó. Nói chung mình đã hoàn thành được 75% cái bể này rồi. Hiện tại chúng ta cần cái khâu đổ nước và trang trí lại nữa để nhìn cho nó oách hơn. Như vậy mình vẫn còn thấy là nó chưa có được ngầu lắm các bạn ạ. Ngày 256 mình tiến hành lắp thêm cửa sổ cho cái khu bảo tàng ở bên trong các bạn, nhìn cho nó thoáng thoáng hơn các bạn ơi. Ở phía bên trên này thì mình còn làm thêm một cái bể cỡ lớn và khá là dài nữa. Cái bể này là một cái bể nước ngọt để mình chứa những cái loại cá rồng các bạn. Vậy nên là mình cũng tiến hành bắt đầu làm luôn cái khung bên ngoài của nó luôn, một cái bể nhỏ phía trên này nữa để nhìn cho nó đừng có bị trống trải các bạn ạ. Mình đã hoàn thành xong nó rồi đó. Bây giờ mình sẽ tạm gác nó qua một bên. Bây giờ thì mình sẽ đi ra sau lưng của cái hồ này, của cái khu trưng bày này, để mình làm một cái hệ thống đường ống siêu to khổng lồ nha các bạn. Một cái đường ống xả nước để cho nhìn nó thực tế hơn các bạn. Đó, các bạn thấy là thường thường những cái hỉ cung cũng sẽ có những cái đường ống xả nước như thế này để họ phải cung cấp và cũng như là xả nước thải đi ra bên ngoài cho cái việc mà vệ sinh cái hồ của họ nó sẽ dễ dàng hơn. Vậy nên là mình cần phải làm cái này ha. Và mình đã hoàn thành xong nó rồi đó. Nhìn khá chi là hợp lý đúng không các bạn? Mình sẽ thải nước ra ngoài bên sông này và đồng thời cũng là hút nó vô luôn nha. Đấy, rất là tuyệt vời. Ở bên trong này thì mình sẽ tiến hành lắp thêm một số những cái bể kính nữa. Những cái bể kính dạng nhỏ, nhưng mà những cái bể kính này là những cái bể kính dạng ống nha các bạn. Nó sẽ khá là dài và nó đâm từ phía dưới, nó đâm lên. Những cái bể này thường thường để những con cá nó bơi xung quanh á. Mình thấy trong những cái hỉ cung thường sẽ có những cái bể này ha. Dù là mình chưa đi hỉ cung lần nào nhưng mình biết là chắc chắn sẽ có những cái bể như thế này. Hồi ước mơ của mình từ nhỏ tới giờ các bạn ơi. Và mỗi bể á thì mình sẽ làm một cái biome riêng biệt cho từng cái loại sinh vật ở trong đây để tụi nó bơi ha. Một số bể mình sẽ làm nước ngọt, một số bể làm nước lợ, một số bể mình sẽ làm đầm lầy nha các bạn. Đấy, như vậy nhìn nó sẽ không có bị đơn điệu quá. Bây giờ mình sẽ nối kính đi lên phía trên để cho cái bể ống của chúng ta nhìn nó sẽ cao hơn nhiều nha các bạn. Cái bể ống này mình sẽ làm cao đâm xuyên qua cái nóc nhà luôn nha các bạn. Để nhìn cho nó cao hơn các bạn ơi. Đó, nhìn nó sẽ như là những cái tòa cao ốc luôn. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần việc đổ nước. Mà trước khi đổ nước ta chỉ cần lót một lớp đất ở dưới. Khi mà chúng ta đổ nước lên xong chúng ta chỉ cần đập cái lớp đất này đi thì nước nó sẽ chạy xuống phía bên dưới. Như vậy chúng ta sẽ không phải tốn công mà chúng ta đổ ha các bạn. Quá tuyệt vời. Sau khi đổ nước vô xong thì mình có thể bơi vô trong đây được luôn các bạn. Như là người cá vậy đó. Có nguyên cái ống nước thiệt là bự luôn. Rồi, và sau vài ngày mình có hoàn thành xong 4 cái ống này đó bạn. Nhìn nó hùng vĩ ghê chưa? Nhìn nghệ thuật quá liền. Bây giờ chúng ta bắt đầu tới khâu chính nè. Chính là cái khâu là mình sẽ cải tạo cái khu vực đồi cỏ này trở thành một cái đáy biển thực thụ, một cái hỉ cung thực thụ luôn các bạn. Để làm được cái điều đó thì mình sẽ phải cần rất là nhiều những cái block đất, đá, cát, sỏi khác nhau để mình có thể mô phỏng cái đáy biển cho nó hoàn hảo hết mức có thể các bạn ạ. Vậy nên mình quyết định tận dụng luôn mấy cục trầm tích của kỷ nguyên khủng long nè để mình làm luôn cho nó nghệ thuật. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào công việc thôi.
sau vài ngày thì cái đáy biển của mình cũng đã thành công. Đây, ở trong đây mình sẽ up những cái tiểu cảnh như là núi lửa nè, những cái vết tích nè, những cái rạn đá nè, đá ngầm nè, và cả những cái cầu nữa. Đấy, các bạn có thấy những cái cầu là bằng đá dưới đây như thế này, nhìn cho nó đừng có bị chán các bạn ơi. Mỗi khu mình sẽ chia ra như thế này. Và bây giờ công việc cuối cùng chúng ta đó chính là đổ nước vào trong đây để cho cá nó bơi được. Và muốn làm được cái điều đó mình sẽ phải chán một cái lớp đất ở bên trên của cái hy cung này, rồi mình đổ nước vô. Sau khi đổ nước vô xong, chúng ta chỉ cần đập cái lớp đất này đi là chúng ta có thể có được full hồ nước rồi đó. Bây giờ mình sẽ thực hiện luôn cho các bạn coi nè. Cuối cùng thì sau bao ngày, cái bể nước chính của mình nó cũng đã hoàn thành xong. Các bạn có thấy như là một cái đại dương thu nhỏ luôn. Ở dưới này có Atlantis, rồi những cái biome khác nhau cho lũ cá, thậm chí là lũ quái vật Maya nó còn có thể spawn ra được trong đây, là các bạn hiểu rồi đó. Wow, cứ phải gọi là lặn xuống đây một cái nó mát giá man luôn các bạn ơi. Bây giờ trong nó ra dáng một cái hy cung hơn rồi đó. Wow, quá tuyệt vời luôn đúng không các bạn? Trời ơi, đứng bên đây nhìn xuống một cái là nhức nách luôn. Nhưng mà vẫn còn khá là nhiều việc để cho chúng ta làm. Ở đây mình sẽ phải làm thêm cái cầu thang để chúng ta có thể đi lên trên tầng trên cũng như là đi xuống tầng dưới. Một cái cầu thang vòng như thế này là một ý kiến khá là hay. Nó ít cái tia chiếm diện tích và nhìn nó còn thẩm mỹ nữa các bạn. Để chúng ta đi lên trên đây, chúng ta ngắm những con cá phía trên. Và mình tiến hành set up luôn bố cục cho cái bể nước ngọt luôn nha các bạn. Xong rồi mình đổ nước vô nữa nè. Đây, cái đoạn phê nhất nữa các bạn. Đó, các bạn thấy nước nó chạy không? Quá đã luôn đúng không các bạn? Nhìn phê lòi luôn á. Chúng ta chỉ cần việc đập lớp đất này đi. Cái bể này sau này mình sử dụng để nuôi cá rồng và một số những loại cá nhiệt đới ha các bạn. Mà hiện tại mình chưa có thời gian đi, mình bắt. Và bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái lớp thảm thực vật ở bên trong cái bể hy cung này, cho nhìn nó đừng có bị đơn điệu các bạn ơi. Phải có một cái lớp thực vật như thế này á, phủ lên trên những cái cục đá rêu. Ôi ôi, là nhìn cứ phải gọi là như một cái đáy biển thực thụ luôn các bạn. Để làm cái việc này mình sẽ phải đi phủ toàn bộ, phủ xanh toàn bộ cái bể cá này nha các bạn. Mình có ghé qua bên cái phòng thí nghiệm khủng long của mình để mình lấy một số những cái mẫu vật. Mình nghĩ nó sẽ khá là giúp ích đó. Ở đây thì mình lấy những cái gió ốc anh Vũ tiền sử nè. Những cái gió ốc này chúng ta sẽ đem ta đặt ở trong cái bể của cái hồ kính. Nhìn nó sẽ sinh động hơn rất là nhiều. Cho có những cái khu mà quá hạch đó các bạn. Ở dưới đây biển cũng có hay có những cái này lắm. Đó, một cái gió ốc rất là bự luôn các bạn. Và những con ốc nhỏ xung quanh nữa, làm nguyên một cái nghĩa địa hóa thạch gió ốc luôn các bạn. Treo thêm một bức tranh xương cá nữa nè. Và bây giờ mình sẽ phải ra khơi để bắt đầu đi bắt một số những cái sinh vật biển để chúng ta đem thả vào trong hồ ha. Cái vùng biển này là một cái vùng biển lạnh, vậy nên cái lượng sinh vật của nó rất là ít, nó không giống như cái vùng biển nhiệt đới mà mình từng sinh tồn đúng các bạn. Nhìn chán ngắt à. Vậy nên là mình chỉ đi xuống dưới đây để lấy một ít rong bèo và coi bắt được con gì thì bắt nha các bạn. Mình phát hiện ra được một bộ xương gồng, một bộ xương gồng băng nằm kế cái tảng băng. Vậy nên là mình đây mình thu thập luôn. Cái đầu của nó mình có thể dùng để bỏ vào trong bể á, nhìn đẹp cực kỳ luôn. Vậy nên là mình phải thu thập ha. Và mình phát hiện ra được một con cá voi, nhưng mà cái mỏ nó nhọn như con cá heo vậy đó. Thân hình thì ú nu như con cá voi các bạn. Vậy nên là mình gọi con này là con cá heo voi ha. Và mình nhìn nó thấy nó ngu ngu cái gì các bạn ơi. Mặt nó nhìn tếu lắm, không hiểu sao luôn. Cái này lúc này mình đặt bẫy ra, mình chuẩn bị dụ nó vô thì nó tự động lao đầu vô bẫy luôn các bạn. Bạn thấy chưa? Nhìn mặt là mình thấy IQ của nó hấp rồi đó. Ở đây thì mình còn phát hiện ra được những em sứa nữa. Những em sứa này có độc, kịch độc rất là mạnh nha các bạn. Mình lại gần bị chích cái muốn chết luôn các bạn ơi. Và ở đây có rất là nhiều luôn. Chúng ta cần phải bắt cái này để thả vô trong cái bể thủy sinh ống của chúng ta mà. Những con này thì nó rất là đẹp, tuy nhỏ nhưng mà nó có vỏ đó. Mình còn bắt được một em cá mập hổ nữa các bạn, đớm đớm đớm. Và phát hiện ra những cây hải quỳ. Những cây hải quỳ này có, nó không phải là thực vật đâu các bạn. Nó là sinh vật á, một cái loài động vật ăn thịt.
thì nó thường hay cộng sinh với mấy con cá hề các bạn. Các bạn coi phim Nemo rồi các bạn biết cái hải quỳ này liền à. Rồi sau vài ngày đi du học thì mình cũng phải chèo xuồng trở về để thả tụi nó vô ha. Ở đây bắt đầu thả những con cá voi ra đấy em. Cá voi hoa tiêu mình bắt được ở trong cái video 200 ngày trước nữa các bạn. Cá mập hổ và một em cá heo voi ha. Ui chà, cái pha này cứ phải gọi là nhức nách luôn các bạn ơi, nhức bay nách luôn. Nhìn cái tụi cá mà nó bơi trong đây nhìn nó đã thật sự luôn các bạn, nhìn mà phê hết cả mắt, cứ như là một cái Atlantis thu nhỏ nằm giữa một cái thảo nguyên vậy, quá đã đúng không? Mình đặt cái đầu gồng băng vô nữa các bạn. Nhìn nó tông xịt tông ghê chưa. Trời ơi như là mấy cái bộ xương rồng mà nằm dưới đáy biển mà coi cho mấy bộ phim các bạn hay thấy gì đó. Nhìn nó đã thật sự luôn á. Anh không hiểu sao nó lại hợp tới mức độ này. Bây giờ mình sẽ trồng cây vô cho mấy cái bài hy sinh ống nha các bạn. Thả mấy cái cục xít mũi của đại dương vô. Những con sứa đó các bạn ơi, mình gọi là mấy cục xít mũi của đại dương ha. Và thả em ốc anh vũ nữa nè. Và mình sẽ phải làm một cái bể tròn nhỏ nhỏ để mình thả những cái em hải quỳ vô đây, mình trồng vô. Đấy, cái bể này thì mình làm nông thôi nha các bạn, vì mấy em này đâu di chuyển được đâu. Nhưng mà sau này mình có thả cua vô trong đây á và trồng thêm ít rong vô trong đây nữa, nhìn cho nó sinh động hơn. Và mình cũng không quên trồng thêm mấy cái cây cỏ vô cho cái bể nước ngọt của mình các bạn ạ. Bể này thì mình sẽ set up theo phong cách nhiệt đới ha. Đó, thực vật như thế này thôi là đủ rồi. Và ở dưới này, chỗ này khá là trống, vậy nên là quyết định mình sẽ set up một cái bể bán cạn nha các bạn. Một cái bể bán cạn. Bán cạn có nghĩa là nửa nước, nửa cạn các bạn. Nghĩa là sẽ có một bên là đất khô để trồng cây vào, một bên là ở dưới nước sẽ có thủy sinh. Đấy, rất là sáng tạo luôn nha các bạn. Thì cung nào cũng phải có cái này các bạn ơi. Đây là kiến thức mà mình học được trong những cái video Thế Giới Động Vật và bộ anime có tên là Awatop á. Wow, bạn nào mà chưa coi bộ đó thì nên coi bộ đó đi nha. Cực kỳ hay mà lại còn ý nghĩa nữa các bạn à. Xin giới thiệu với các bạn bể bán cạn phong cách rừng rậm nhiệt đới Amazon. Quá đã đúng không? Trời ơi, nhìn có nghệ thuật không các bạn? Các bạn nghĩ là cái bể bán cạn này trị giá bao nhiêu đô la? Các bạn đấu giá với comment cho mình nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm lại toàn bộ những cái bể mà mình đã thực hiện sau mấy ngày hôm nay các bạn ơi. Đã đến lúc nhìn lại toàn bộ thành quả mà chúng ta đã làm rồi đó. Thank you.
Ngày 271, mình quay trở lại phòng thí nghiệm khủng long để thực hiện việc quay trở về kỷ nguyên cuối cùng của chúng ta, chính là kỷ Chira mà ở trong cái video lần trước mình chưa có quay về được. Mình chế mình một lốc Emerald và chuẩn bị lại súng ống đạn dược các kiểu ha, để chúng ta tiêu diệt cái con Hornet thứ ba, để chúng ta lấy cái viên Time Gem, chúng ta quay trở về kỷ Chira. Mình tiến hành triệu hồi con Hornet ở ngay trước cái sân bay của mình luôn cho nó thuận tiện các bạn ơi, làm biến nó vô trong kia lắm. Triệu hồi nó, gọi đánh một cách nhanh gọn lẹ nhất có thể. Bắn có mấy cái là nó hẹo rồi các bạn ơi, không có gì làm khó làm dễ mình được hết. Giết nó thì nó gơi ra mấy cái cục đá Henograp và viên tâm gem. Mình tiến hành chế cho mình cái Totem of the Jurassic. Nó có hình một cái con gì đó nhìn khá là giống hổ găng kiếm các bạn ơi. Thì mình nghĩ đây là cái kỹ băng hà các bạn. Trong đầu mình lúc đó là mình nghĩ là kỹ băng hà ha. Ừ, mình cứ nôm na vậy đi. Rồi mình chế cho mình rất là nhiều những cái mảnh cổ máy thời gian, nhưng mà nó vẫn chưa đủ. Bắt buộc mình phải quay trở về kỷ Chura lần nữa để mình đi tiêu diệt mấy con giáp sắt thời cổ đại nè, để mình lấy mấy cái block Henograp. Mà mình đi kiếm mấy cái block đó mà mình không hiểu sao mình hành chiến đi mai luôn các bạn. Mà mình nói thiệt luôn, ở kỷ Chura này khoáng sản nó giàu cực kỳ luôn, giàu hơn Overworld nữa các bạn. Mình đi chút xíu là mình thấy sắt, than, vàng, luli rồi tè le hột me hết trơn. Mình đi đào mà mình bị cuốn vô, mình đào hoài luôn các bạn. Mỗi lần mình quay trở về đây là mình có cảm giác là sau này mình nghĩ là mình sẽ làm một cái Segi sinh tồn ở cái kỷ nguyên này đó các bạn. Mà sắt khá là nhiều ha, vậy nên là mình cần phải đào để mình về mình chuẩn bị xây luôn cái chuồng T-Rex sắp tới nè các bạn. Sau một hồi đi đào bới thì mình đã phát hiện ra được kim cương. Quá tuyệt vời đúng không? Mình không ngờ là ở cái kỷ Chura này rất là nhiều kim cương luôn các bạn. Dễ kiếm thật sự luôn. Do đây là cái thời kỳ đầu tiên, vậy nên là khoáng sản nguyên thủy nó vẫn còn rất là nhiều luôn. Nó còn tồn động trong lòng đất á. Pha này mình phát hiện ra được thêm 3 viên nữa. Xong mình bị mấy con giáp sắt tấn công, mình tưởng đâu pha này là mình hẹo luôn nữa các bạn. Bị bọn nó phục kích. Sau khi đào xong thì mình quay trở về Overworld và tiến hành tạo cho mình một cái cổng thời gian mới để quay trở về kỷ Chira nha các bạn. Thời kỳ băng hà. Ừ, thì mình nghĩ nó là thời kỳ băng hà đó, tại có hình hổ găng kiếm nè. Mình nghĩ là gì? Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mở cánh cổng này ra và chúng ta quay trở về kỷ Chira ha. Mình quay trở về kỷ Chira. Vừa bước vô thì mình không thấy miếng tuyết nào hết trơn các bạn. Mình thấy toàn là cây không à. Cây nào cây nấy nó to như là cái tòa nhà cao ốc vậy đó bạn ơi. Rất là bự luôn, nó không hiểu như sao luôn. Mình nói ủa gì vậy? Thời kỳ băng hà đâu? Sao cây cỏ không vậy? Thì mình thấy có cái gì đó nó sai sai rồi đó. Mình thấy cái gì nó không được ổn lắm, nhìn nó chả khác gì kỷ Chura luôn. Nhưng có điều đất nó khô thôi các bạn. Rồi mình bắt đầu tiến hành đi khám phá chỗ này luôn. Thì mình thấy ở đâu lòi ra mấy em khủng long nhỏ nhỏ nè. Là mình nghi liền. Thật ra kỷ Chira chính là thời kỳ mà loài khủng long vừa mới phát triển nha các bạn. Đây, thời kỳ rất là nguyên thủy luôn các bạn. Mình quên hoài cái vụ này. Và mình đi mình chả thấy con khủng long bự nữa hết. Chỉ thấy mấy con khủng long nhỏ thôi à. Cũng chả thấy hồi cọp găng kiếm cho ma mút gì đâu hết. Thì mình biết đây chính là kỷ Chira, thời kỳ mà loài khủng long mới bắt đầu phát triển. Lúc này thực vật của nó cũng khá là to lớn rồi đó các bạn. Thôi, cứ phải gọi là cực kỳ hất vọng luôn. Mình đi mình chỉ gặp toàn mấy con khủng long nhỏ nhỏ với mấy con thú động vật gì đâu mà cái tên đọc muốn lèo lưỡi luôn các bạn. Là mình biết là hơi kỳ cực kỳ cổ rồi. Thôi thì cuối cùng kỷ Chura cũng chả có gì để khám phá các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ quay trở lại đây cho một ngày không xa, chứ mình đi hoài cũng chả kiếm được gì đâu. Buồn quá buồn, quay trở về nhà mình thu hoạch rau củ cái cho nó vui lên nha các bạn. Rồi chúng ta đi hâm lại mấy con động vật mà mình đã từng nuôi nè. Đi hâm lại mấy em Stegosaurus cho mấy em ăn ngô ha. Quay lại chuồng của mấy em ăn lô thì thấy cây cỏ đây bây giờ cũng phát triển xum xê rồi đó. Mấy em thì quá trời nao thì luôn các bạn ơi. Uầy, nhìn nó đã thiệt sự, xanh mướt mượt mượt luôn á. Và mình đã chọn được một cái vị trí khá là tốt để mình bắt đầu xây chuồng cho mấy em T-Rex ha. Thì chả có chỗ nào khác nên là quyết định mình chọn cái ngọn núi sau cái căn nhà chính của mình để mình xây. Ngọn đồi này thì tuyết nó khá là dày và mình phải tốn thời gian để mình cải tạo lại thì mình mới có thể xây được một cái chuồng T-Rex ở sau đây các bạn. Giờ chỗ này là hoàn hảo nhất rồi, không còn chỗ nào khác hết á. Và mình nói thiệt luôn, cái việc dọn tuyết nó rất là cực ha. Tại vì lớp tuyết nó càng ngày càng dày, nó dày hơn cả cái mặt của mình á.
bắt buộc là mình phải chơi cái chiêu vũ khí bí mật này của mình. Nhảy lên dẫm xuống một cái là phẳng ly liền, thấy không? Quá đã đúng không các bạn? Rồi, bây giờ thì mình chuẩn bị nguyên liệu để chúng ta sẽ xây cái chuồng con Tyrannosaurus Rex nha các bạn. Khủng long bạo chúa đó. Và mình đã hoàn thành cái chuồng của con khủng long bảo chúa Tyrannosaurus Rex. Chuồng này thì mình làm những hàng rào sắt ha. Và bây giờ công việc chúng ta sẽ phải đào làm bãi ôm cho nó. Đào hố nước nè. Đấy, thêm nước. Rồi thêm cỏ cây hoa lá đồ vô. Ở đây mình có thu thập được một số những loại cây của Kichira. Nhìn đẹp thực sự luôn mà, cao cao nhìn phê lắm. Đấy, tranh thủ mình sẽ trồng vô đây. Rồi tới câu thả khủng long bảo chúa nè các bạn. Vừa thả ra thì nó gượt, nó cắn mình liền luôn các bạn. Con này rất là hung dữ luôn, đúng như cái tên của nó, khủng long bảo chúa mà mình không hiểu sao. Vừa mới thả ra gượt mình ghê lắm ha. Xong cái anh bị mắc kẹt vô trong cái hàng gào luôn các bạn. Ngố thật sự luôn. Chúa tể vừa mới ra mắt gì là chết rồi các bạn ơi. Anh bị dính vô cái hàng gạo sắt của mình rồi các bạn. Đi ra không được luôn các bạn. Do là tướng mập ú quá trời mà ú rồi. Đi đâu cũng bị kẹt chứ. Mắc nguyên một ngày trời để mới có thể giải cứu anh ra được. Nhìn ảnh ngầu thật sự luôn. À, nhìn đi nhìn ghê thực sự các bạn, nhìn rất là dữ tợn luôn. Mình có làm một cái đường ống kính nè để mình đứng trong này mình nhìn cái con T-Rex các bạn, nhìn cho nó ngầu ha. Nhưng mà anh lại bị mắc kẹt nữa, nó cứ chui chui vô trong cái góc đó hoài á. Đây, chọc chó là xưa các bạn, ngày mới là ngày chọc T-Rex ha. Anh tiếc là con này mình không có còng đầu nó được, nó gực mình chảy sắp mặt luôn các bạn. Nó cứ nhá hoài à, nó làm thấy ghê lắm. Mình lại gần cái nó cắn một cái nó thả diều mình cái bây giờ nó mới gực mình đó bạn. Lần này nó gợt thiệt nè, bám đuôi như đúng rồi luôn. Mỗi lần mình quay lại là mình gặp cái ba mặt nữa, nó còn biết tạt đầu mình nữa các bạn. Dã man thật sự luôn. Pha này là mình rén nè, mà tưởng đâu pha này là mình hẹo trong chuồng nó luôn rồi cơ. Nhưng mà mình đã thoát được nó các bạn. Dã man thật sự. Phải gọi là pha đó mà ẩu ẩu xíu là đi thiệt á. À, nhưng mà nói chung là đẹp, dã man các bạn. Quá đã. Rồi, và như vậy là chúng ta đã xây xong cái chuồng của T-Rex và cũng hoàn thành luôn 300 ngày của Minecraft vùng hoang dã. Ok, thì cuộc hành trình của mình tới đây thì mình sẽ tạm dừng tại ngày thứ 300 ha. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái series vùng đất hoang dã này của mình. Nếu như các bạn yêu thích cái series này á thì đừng quên để lại cho mình một like và một lượt đăng ký nha các bạn. Và nếu mà series này được sự ủng hộ của các bạn tiếp tục á thì mình sẽ lại ra tiếp video 400 ngày. Còn không thì mình lại bắt đầu một series mới nha các bạn. Ok, còn bây giờ chúng ta cùng nhau ngắm lại thành quả mà 300 ngày chúng ta đã làm nào. Rồi, bây giờ thì chúc các bạn có một ngày vui vẻ và tràn năng lượng nha các bạn. Bye bye.